Đúng, FPS cao dữ. Có lúc mùa mấy thì chạy cái này, cách cái này nó được có 60 frame. Nhưng mà bây giờ nó lên FPS, nó lên tới 200 mấy, nó lên 300 mấy. Sau khi cài nguyên lại thì mới lên tới 300 mấy. Gracias.
Thank you.